75X 750 đúng không anh? 4K 15 inch. Ngồi trên đế đẹp thế nhỉ? X 750 4K 75 inch của Panasonic 2017. Bốn ốc bắt chân đế của 75X 750. Lắp chân đế cho 75X 750. Em nghĩ nó còn một cả tới đây ấy. Em ơi một đấy, em ơi em đỡ vào ấy đưa cho anh Đoàn với cả Tuấn. Thế. Cao lên nữa, cao thế, vào khớp. Rồi. Ok. Con này như bị gì? 75 minh. Bốn K Smart TV EX 750 2017 Panasonic. Phụ kiện đúng không? Điều khiển của 75X. Home Netflix. Pin. Lấy điều khiển ở đây điều khiển 75X 750. 75X 750. 4K Smart TV UHD của Panasonic 2017. Này màn hình khởi động mà. Đây một điều khiển ạ. Một điều khiển. Chọn ngôn ngữ. Nếu mà dò kênh thì chỉ đã TV kia số thôi. Cắm anten là bắt đầu dò khoảng 4 kênh rồi. Kết nối mạng em. HDMI 3. Đây là video đồng mô đúng không? Đẹp thế. Dạ thôi. Đây mời anh chụp cả mặt. Sái cả tay.
xe chưa, mà ứng dụng của nó này, tích hợp Netflix này, YouTube này, VN Express, Zing TV. Để muốn tải thêm nữa thì vào tích hợp ứng dụng này. Thank you.